Shop Việt Trời Leo xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh video Shop Việt Trời Leo. Ở góc phải video này có một nút đăng ký màu đỏ, xin mời quý vị và các bạn ấn vào nút đăng ký màu đỏ, sau đó ấn vào chuông là quý vị và các bạn đã đồng hành cũng như ủng hộ shop bằng cách đăng ký kênh và sẽ nhận được những video, những clip mới nhất. Shop Việt Trời Leo hân hạnh gửi tới quý vị và các bạn. Và video ngày hôm nay shop hân hạnh giới thiệu tới quý vị và các bạn một cái mẫu âm ly cũng khá là ít gặp trên thị trường, và ngày hôm nay shop lại tiếp tục về được một chiếc âm ly như thế. Quý vị và các bạn có thể biết tới Lukman với các dòng sản phẩm như là 505S, 505F, 505U hoặc 505OX. Tuy nhiên cái phiên bản 505S 25 mã là cái phiên bản nâng cấp của phiên bản Lukman 505S thì nó không có nhiều trên thị trường audio hiện nay, bởi chất lượng âm thanh rất là tuyệt vời được anh em lựa chọn bởi cái thiết kế cũng như những vật liệu nguyên liệu để sản xuất ra chiếc âm ly này đã được nâng cấp hoàn toàn so với chiếc âm ly 505S, vì vậy cho chất lượng âm thanh tốt hơn. Các rắc cắm loa hay cổng AV được nâng cấp, mạch được nâng cấp cho chất lượng âm thanh hoàn hảo. Thì ngày hôm nay shop có về được một chiếc âm ly Lukman 505S 25 mã, hân hạnh giới thiệu tới quý vị và các bạn. Chiếc âm ly này ra đời vào khoảng năm 1999 và chiếc âm ly này được sản xuất hoàn toàn bởi công ty Lukman tại Nhật Bản. Xin lướt qua thông số kỹ thuật thì chiếc âm ly này đánh được những cặp loa 8 ohm với công suất ra loa mỗi vế là 80 cộng 80W. Công suất tiêu thụ của chiếc âm ly này là 188W cho nguồn điện 100V. Âm ly này có trọng lượng là 17 kg, kích thước bề ngang là 46,7 cm, chiều cao là 17,9 cm và chiều sâu là 41,8 cm. Chiếc âm ly này đánh được khá nhiều dòng loa và đặc biệt phù hợp với các dòng loa đến từ Âu Mỹ. JBL thì nó là một cái phương án lựa chọn cực kỳ hợp lý với mức giá trên 30 triệu đồng. Chiếc âm ly này hiện có mức giá tại Viettel Neo là 36,5 triệu đồng, chỉ nhỉnh hơn một chút xíu so với chiếc âm ly Lukman 309X. Tuy nhiên quý vị và các bạn có một chiếc âm ly đời mới có cái thiết kế rất là đẹp với hai vu đồng hồ lớn ở chính giữa cùng cái thiết kế cân đối hai vi tinh chỉnh Bluetooth Selecton và volume control ở hai bên cùng các phím công năng ở chính giữa, hình thức đẹp hơn, chất lượng sạch sẽ hơn mà giá chỉ nhỉnh hơn một chút xíu, thì đây là một sự lựa chọn vô cùng hợp lý cho mức giá trên 30 triệu đồng cho quý vị và các bạn lựa chọn. Thì sau đây em xin mời quý vị và các bạn cùng quan sát lại gần hơn nữa chiếc âm ly này để đánh giá chiếc âm ly hiện đang có mặt tại shop Viettel Radio. Chiếc âm ly này thì về đầy đủ phụ kiện theo máy quý vị và các bạn nhé. Thì tất cả sản phẩm tại Viettel Radio nếu có phụ kiện đời sản xuất, nếu có phụ kiện, nếu có khiển thì shop sẽ sưu tầm và cố gắng đầy đủ nhất các phụ kiện zin chính hãng đi theo máy cho quý vị và các bạn. Em mời quý vị và các bạn cùng quan sát này, lại gần chiếc âm ly. Chiếc âm ly sử dụng mặt vàng chanh quý vị và các bạn nhé. Thì chiếc âm ly này sẽ đậm màu hơn các chiếc âm ly mặt nhôm xước vàng chanh hơn một xíu, tại vì mặt này nó vẫn là mặt nhôm thôi, nhưng hãng Lukman dòng S thì đã sản xuất là phủ một lớp sơn lên trông nó khác biệt. Và chiếc âm ly này cải tiến thì mặt nó không cong như là chiếc âm ly 505S nữa, mà mặt nó sẽ hơi hơi vát vát một chút xíu thôi. Chiếc âm ly này thì nhìn hình thức bên ngoài giống y hệt chiếc âm ly Lukman 507S 25 mã này, 509S thì đều sản xuất hình thức nó sẽ như thế này. Đó. Quý vị và các bạn cùng quan sát mặt cạnh với trên rồi núm, tất cả đều rất đẹp. Em sẽ giới thiệu quý vị và các bạn bên hông luôn. Đây là bên hông. Thì chiếc âm ly này sử dụng vừa gỗ quý vị và bạn nhé. Đó. Đấy, cá
các chiếc âm ly đời sau F hoặc U sẽ sử dụng vỏ sắt, còn chiếc âm ly này sử dụng vỏ gỗ này, vỏ gỗ nguyên bản luôn, đẹp luôn. Và đây phía sau mời anh em quan sát này, tất cả các giác cắm đều đang còn rất là đẹp, rất là ấy. Đây là do vận chuyển về nó bọc ni lông thì nó bẩn này, thì em vệ sinh qua nó sẽ tuyệt đẹp luôn. Còn tất cả các giác cắm này đang còn mới đều đẹp nhé. Đây, đặc biệt cọc loa đã được nâng cấp lên cọc loa cao cấp hơn cái dòng 505S, thì cọc loa nhìn nó không được như thế này. Cọc dòng này thì giống như cọc của những thiết bị đời khác, đời cao hơn như 505U ở phía dưới thì đều sử dụng cọc này. Chúng ta sử dụng nguồn điện 100V ở đây và made in Japan đây. Quý vị và các bạn cùng quan sát đây. Đây là Luckman 505S25 mã, được sản xuất bởi công ty Luckman Nhật Bản. Đó, và thông số kỹ thuật cũng như xe máy ở đây. Đấy, ngoài những kết nối RCA ở đây, anh em có thể kết nối ba lăng lai ở đây nhé. Những thiết bị cao cấp thì đều có đường ba lăng. Đó, và mọi nhu cầu mua sắm tư vấn phối ghép miễn phí cũng như giao lưu các sản phẩm audio, xin mời quý vị và các bạn liên hệ một trong hai số điện thoại ở trên tâm biển, hoặc có thể trực tiếp qua số trải nghiệm có mức giá tốt nhất. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.